Alo, thân chào quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong một cái video clip tiếp theo của mình. Thì hôm trước mình có đi ve chai, mình mua được một cái bóng đèn này nè. Mình có nhặt được cái bóng đèn này. Nó chằn chùi gì nè quý vị, không có gì hết trơn. Quý vị thấy nó tan hết trơn rồi nè. Người ta bẻ bỏ. Và cái trong bóng đèn này nó có ba cái chỗ nó bị lỗi nè. Ba cái led nè. Anh em nào chắc cũng coi trên mạng cũng sửa lại nhưng mà xài không được hay gì nè, ta bước nè. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái bóng đèn này coi nó lỗi bao nhiêu, mình sẽ phục hồi bóng đèn này lại ha. Thì ở nhà mình tìm được cái này, chắc không phải của nó đâu nhưng mà nó cũng gần vừa. Nếu như mà sửa được thì mình cho nó vô đây. Thì được cái bóng đèn thế này thì quá ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra led của nó ha. Bây giờ mình kiểm thử coi nó có cháy không ha. Chắc cháy không nổi đâu. 2, 3, 4 led thì sao cháy nổi. Không cháy được nè. Đây ổ điện nè. Kim vô cháy không đổi. Chớp chớp. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra led của nó. Mình thấy cái dĩ mạch nó còn mới nè quý vị. Nên mình quyết định là mình sẽ phục hồi lại ha. Khi nào được mình sẽ xài. Rồi, bóng này còn sáng à. Ok nè, ok. Ok. Ok luôn. Rồi, sáng luôn. Sáng luôn. Sáng luôn. Sáng luôn. Sáng luôn. Con này chắc đi nè. Mờ. Con này sáng mờ, sắp đi rồi. Sáng luôn. Sáng luôn. Con này em ru rồi nè. Sáng luôn. Rồi như vậy là đi bóng này à. Với ba bóng này đó là 4 bóng. Để viết đánh dấu cái này lại. Bóng này thì mờ rồi. Sắp đi rồi. Tổng cộng là 5 bóng. Mới có 2 bóng mà bây giờ mình sẽ là tháo led ở đây ra. Lấy thêm led nữa. Ha. Trước tiên mà phải tháo led ra trước. Chuẩn bị led trước. Rồi. Cái mạch này mình đi về chai mình mua được, nó vẫn còn led sồn xài được luôn nè, nhưng mà bóng đèn nhỏ quá thôi mình bỏ đi. Mình sẽ tháo ra lấy led thôi. Giờ mình sẽ xác định đầu dương đầu âm của con led. Để mình xíu nữa mình lấy, ở đó có 5 phải không? Vậy là mình sẽ lấy ra 5 con led. Còn những con led còn lại thì mình sẽ cắt nó đi, tận dụng cho những lần sau. Không bỏ được nha. Một con led chỉ cho sửa được mấy cái bóng đèn á. Như led đây á. Nhiều bóng đèn lắm, nên chúng ta phải tận dụng nó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sắp led này theo thứ tự của nó. Thank you.
1 2 3 3 con led đó vẫn còn chưa sáng. Tiếp tục thay nữa. 1 2 3 3 con. Hấp và chờ đợi giống như soạn hướng kiến thiết vậy đó. Nhìn điện vô 2, 3. Đấy. Ok. Good. Quá ngon lành. Như vậy là ta sẽ được một bóng led nữa. Rồi bây giờ chúng ta chỉ vệ sinh nó. Giờ chúng ta sẽ là dán keo vô cho nó. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái là một cái bóng ve chai phục hồi nó lại. Bây giờ ok, ngon lành cạnh tranh. Rồi như vậy là qua một cái quá trình nãy giờ thì cũng được cái bóng đèn led. Bóng đèn này cũng to đấy, nó để thông số đây là để là 30W. 2022 đấy. Như vậy là vừa qua mình đã phục hồi lại cái bóng đèn ve chai cho quý vị xem rồi ha. Thì hy vọng rằng nó sẽ đó là đem đến cho quý vị nhiều điều giải trí ha. Thân chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.